Nhờ cộng đồng mạng chỉnh sửa hình ảnh, Soobin Hoàng Sơn nhận cái kết điếng hồn. Có lẽ Soobin Hoàng Sơn cũng sẽ không ngờ được việc hình ảnh của mình bị lồng ghép vào loạt khoảnh khắc khó đỡ. Màn thay đổi hình tượng từ hoàng tử ballad thành phong cách cá tính, bụi bặm trong thời gian qua của Soobin Hoàng Sơn đang nhận được hiệu ứng tích cực đến từ công chúng. Mới đây, chiều ngày 3 tháng 4, nhập cuộc đường đua ngày hè, Soobin Hoàng Sơn cũng đăng tải hình ảnh chụp tại biển. Nam ca sĩ thả dáng lạ bằng việc nhảy lên không trung. Đáng nói, khung hình chụp lại mất đi sự hoàn hảo và chuẩn chỉnh khi xuất hiện hình ảnh một người lạ mặt. Ngay lập tức, Soobin Hoàng Sơn đã ra tín hiệu cầu cứu cộng đồng mạng, cảm phiền anh chị em giang cư mật ai biết Photoshop thì xóa dùm em cậu em ở dưới ạ. Trước động thái này, người hâm mộ đã nhanh chóng ra tay giúp sức giọng ca phía sau một cô gái. Tuy nhiên, Soobin Hoàng Sơn cũng sẽ không ngờ rằng hình ảnh của chính mình lại bị ghép vào loạt khoảnh khắc khó đỡ như đu xe máy, thảm bay, nhảy trên miệng cá mập, nhảy vào bồn tắm. Chính chủ cũng phải được fan mắt chữ A, miệng chữ O trước loạt hình này. Hiện tại, bài viết của Soobin Hoàng Sơn đã nhận về hơn 11.000 người yêu thích và 400 bình luận. Soobin Hoàng Sơn hiện đang là một trong số những ca sĩ trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Anh chàng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại Hàn Quốc trong khoảng 6 tháng kể từ khi đạt danh hiệu Á quân cuộc thi ngôi sao Việt. Năm 2016 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Soobin Hoàng Sơn khi nam ca sĩ đạt giải bạc cuộc thi The Remix, Hòa âm ánh sáng. Bên cạnh ca hát, Soobin Hoàng Sơn còn có khả năng tự sáng tác.